các loại hoạn quan trong phủ chúa Trịnh. Một thời vàng son thì đã trôi vào dĩ vãng, nhưng mà những câu chuyện thâm cung bí sử từng diễn ra trong phủ chúa Trịnh thời phong kiến xa xưa luôn được khá nhiều người quan tâm. Từ chuyện huynh đệ tương tàn cho đến việc những hoạn quan suốt ngày nịnh bợ, kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ yếu. Không chỉ ở Trung Quốc, vào thời chúa Trịnh Việt Nam ta cũng có khá nhiều tên hoạn quan điên cuồng như vậy, một tay che trời và làm lũng đoạn triều chính. Vậy thì chúng là những ai, đã làm nên những hành động gì, và tên nào là khét tiếng nhất trong số đó? Hãy cùng Tagawai khám phá lịch sử. Cách thức mà hoạn quan phủ chúa Trịnh truyền tầng bốc, bợ đít. Chắc hẳn là rất nhiều bạn người đây đã từng đọc qua đoạn trích chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, vì nó từng xuất hiện trong sách giáo khoa ngữ văn, ghi lại cảnh sống xa hoa vô độ của chúa Trịnh và bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa. Chuyện là vào khoảng năm Giáp Ngọ Ất Mùi 1774-1775, trong nước có chúa Trịnh Sâm thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các ly cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thúy. Cuộc sống của chúa Trịnh rất là xa hoa và tốn kém, xây dựng nhiều cung điện, đền đài, liên tục gây lãng phí, thích đi chơi ngắm cảnh đẹp. Mỗi tháng thì vài ba lần ra cung Thụy Liên. Thế nhưng mà cái việc tìm thú vui của chúa Trịnh thực chất là để cướp đoạt những của quý trong thiên hạ. Còn đối với bọn quan lại trong phủ chúa, bọn chúng thường mượn gió bẻ măng, dựa vào quyền thế của chúa mà cướp đoạt, nhũng nhiễu, vơ vét của dân bằng những thủ đoạn cháo trở, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Chúng mới dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khiếu hay, thì biên ngay vào hai chữ phụng thủ. Đêm đến thì trèo tường vào nhà dân, lấy phăng đi, rồi vu vạ buộc cho tội giấu vật cung phụng, để mà dọa lấy tiền. Thậm chí là có hòn đá hay cây cối gì to quá, bọn chúng còn phá nhà hủy tường của người dân, để mà khiêng ra cho bằng được. Nhà giàu thì bị họ vu vạ cho là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ tiền bỏ của ra mà kêu van chí chết. Có khi phải tự tay đập bỏ núi non bộ hoặc phá bỏ cây cảnh để khỏi bị tai bay vạ gió. Để chứng minh cho tính chân thực của câu chuyện này, tác giả Phạm Đình Hổ còn kể lại câu chuyện của chính gia đình mình. Vốn là nhà tác giả Hà Khẩu, Thọ Xương, có cây lê cao vài mươi trượng, lúc nở hoa trắng xóa thơm lừng. Rồi còn trồng hai cây liệu trắng và đỏ rất là đẹp. Nhưng mà vì sợ thói nhũng nhiễu của bọn quan lại dưới trướng chúa Trịnh mà bà công nhân nhà ông phải sai người chặt đi để tránh bị bọn nó quấy nhiễu. Tiếc thay, bởi vì lúc mới lên ngôi, Trịnh Sâm được miêu tả là con người cứng rắn, thông minh, quyết đoán, sáng suốt, trí tuệ hơn người. Nhưng mà dần ra đi kiêu căng, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, ăn chơi hưởng lạc. Chúa say mê Đặng Thị Huệ, phế con trưởng, lập con thứ, gây nên nhiều biến động. Các vương tử tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau. Đất nước rơi vào hỗn loạn, đời sống nhân dân thì cực khổ. Đó chính là hiện thực đen tối của lịch sử nước ta thời đó. Người xưa vẫn thường nói rằng thượng bất chính thì hạ tắc loạn, tức để nói nếu bề trên làm việc không nghiêm túc, làm những điều sai trái, thì tất yếu kẻ bề dưới cũng vì thế mà làm theo. Trong phủ chúa Trịnh, mọi việc diễn ra đúng như vậy. Chúa Trịnh tham lam, chỉ lo hưởng lạc, nên tất yếu sinh ra những kẻ hầu cận, quan cấp dưới ỷ thế mà ức hiếp dân lành. Con đường tiến thân của lũ hoạn quan trong phủ chúa, từ vô danh tiểu tốt đến dạng có số có má. Về các hoạn quan có số má ở phủ chúa Trịnh, Đàng Ngoài được trích dẫn trong cuốn sách Mô tả Vương quốc Đàng Ngoài của tác giả Samuel Barron. Trong phủ chúa Trịnh thời ấy xuất hiện khá nhiều tên hoạn quan lắm mưu nhiều kế, suốt ngày đi nịnh bợ và luôn tỏ ra thái độ kiêu căng, hống hách với mọi người. Cái lực lượng hoạn quan số má này có số lượng khá là lớn, từ khoảng 400 đến 500 tên. Những tên hoạn quan này luôn nhận được sự ưu ái từ các vị chúa. Vậy nên phàm là những công việc quan trọng ở nội cung và cả các vấn đề quốc gia đại sự đều có sự xuất hiện của chúng. Nhận được sự ưu ái từ chúa, những tên hoạn quan này luôn tỏ ra hống hách, chèn ép mọi người. Điều này dấy lên trong lòng những công dân tới bây giờ sự căm thù và phẫn uất. Thế nhưng mà vì thân phận thấp kém, thế nên họ đành phải chịu đựng. Cuốn sách này còn cho biết thêm, sau khoảng 7-8 năm phục vụ trong cung cấm, chúng sẽ từng bước tiến thân lên các vị trí cao trong xã hội, thậm chí được đặt vào những địa vị có danh vọng như là quan đầu tỉnh hoặc là tướng lĩnh quân đội. Trong khi đó thì nhiều người xứng đáng hơn, tỉ như các quan văn và quan võ, thì lại bị thất sủng và rơi vào cảnh bần hàn. Có thể nói là chính cái việc tin tưởng các hoạn quan chuyên định bợ, hống hách của các chúa khiến cho mọi người không khỏi bức xúc.
Câu chuyện này vẫn còn tiếp diễn khi Chúa đặc biệt tín nhiệm giao cho một tên hoạn quan cai quản một tỉnh quan trọng ở đàng ngoài. Được biết là đàng ngoài thời xưa bao gồm 6 trấn, chưa tính vùng Cao Bằng và một phần giữa tỉnh Giang, được xem là biên giới với đàng trong. Đây là địa điểm chiến lược quan trọng, bởi nếu người trấn giữ tại tỉnh này cấu kết với người đàng ngoài thì hậu quả khá là nghiêm trọng. Một vài tên hoạn quan có xấu có má, nổi danh như Cồn đã được sử sách ghi lại. Theo như nội dung của cuốn sách mô tả vương quốc đàng ngoài, thì thời Chúa Trịnh ở đàng ngoài có một số tên hoạn quan rất là giỏi và được sử sách lưu danh. Được biết là ba nhân vật đại quan hiển hách được nhắc đến trong quyển sách này là ông gia Ta Phê Bày, ông gia Tu Lê và ông gia Ho Phơ Tạc. Cuốn sách này thì do người nước ngoài viết và thường gọi quan theo chức danh. Ông gia thì hiểu đơn giản nghĩa là ông già. Và ở cuốn sách của Samuel Baron có chi tiết về một tên hoạn quan có tên là ông gia Tu Lê. Tên tiếng Việt là Hoàng Nhân Dũng. Ông này làm đến chức tư lễ giám nhưng sau đó bị xử tử do khép tội âm mưu chống lại Chúa. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ghi chép như sau. Vào năm 1653, Nhân Dũng là tên hoạn quan được yêu, được làm đến chức tư lễ giám, thiếu bảo, tước quận công, được ban họ là Trịnh Lãm. Quyền lực thì quá là to nên ngày càng kiêu căng phóng túng, ngầm mưu với thủ hạ là Trần Nhân Liễn nuôi giấu người có yêu thuật là Tuyên Đức để mà xuống loạn. Sự việc bị phát giác, đưa xuống triều thần xét tội. Nhân Dũng bị chém bêu đầu, bọn Nhân Liễn, Tuyên Đức đều bị lăng trì thị chúng. Câu chuyện về chiếc yếm lụa. Về không gian trong phủ Chúa Trịnh ở đằng ngoài vào thời phong kiến, được biết là cái vị tác giả Samuel Baron, người chấp bút cho cuốn sách, từng sinh ra tại đàng ngoài. Ông có cha là người Hà Lan, mẹ thì là người bản xứ. Ông chia sẻ chi tiết như sau. Phủ chúa lộng lẫy như cung vua, họ nhà chúa cũng thế tập, con trưởng kế vị cha. Tuy nhiên là tham vọng của những người con khác của chúa thường gây ra nội loạn nhằm tiêu diệt lẫn nhau để mà lên kế vị. Người đàng ngoài thì có câu, nghìn vị vua băng hà chẳng hề làm đất nước lầm nguy. Nhưng một ông chúa chết, mọi người đều hoang mang, lòng dân bất an, triều chính thì loạn đảng. Lại nói đến một câu chuyện nhỏ, không kém phần châm biếm của bọn hoạn quan, chuyên thích định bợ, hống hách chèn ép người khác. Theo đó thì chính trong một lần Chúa Trịnh ở đàng ngoài, bổ nhiệm một tên hoạn quan trấn giữ tỉnh Giang, biên giới với đàng ngoài như đã kể bên trên. Khi nghe được thông tin này, người đàng ngoài đã tặng cho tên hoạn quan xấu má này một chiếc yếm lụa mà phụ nữ hay mặc. Thêm vào đó, mọi người còn khuyên tên hoạn quan này nên sử dụng thường xuyên. Hàm ý của việc này là viên hoạn quan đó gần gũi phái yếu hơn, chứ chẳng ra dáng một vị tướng hay một vị quan trị vì cấp tỉnh. Đây có thể được xem là điều khá sỉ nhục. Đôi lúc các chúa Trịnh còn phải muối mặt vì những tên hoạn quan vô dụng ở thời bây giờ, khi nghe mọi người ở đàng ngoài nói như vậy. Tuy là vậy thì các chúa Trịnh ở đàng ngoài trong thời phong kiến vẫn luôn coi trọng và tin tưởng những tên hoạn quan hay nịnh bợ, giỏi ăn nói. Những cái việc to nhỏ trong phủ chúa đều do chính tay những tên hoạn quan này đảm nhận. Biết được cái chúa tín nhiệm, thế nên những tên này luôn tỏ ra kiêu căng hống hách hay là chèn ép mọi người. Đó là lý do vì sao mọi người sinh sống trong thời ấy ở đàng ngoài đều tỏ ra ghét cay ghét đắng, muốn hạ bệ những tên hoạn quan có số có má này. Chính cái cuộc sống xa hoa chắc táng không bao giờ bền vững, kéo dài. Và đó chính là lý do của sự sụp đổ ngai vàng của chúa. Vào năm 1782, Chúa Trịnh Sâm qua đời, cảnh loạn binh xảy ra, Nguyễn Huệ khởi nghĩa khiến sự nghiệp của họ Trịnh tan biến trong chớp mắt. Và nếu mà khám phá lịch sử luôn là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Vì sao miền Nam gọi là anh hai, miền Bắc lại gọi là anh cả? Đang hiện ra màn hình bên cạnh đây, nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.